Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì tôi sau khi về zin cái xi nhan, thì cái xi nhan cũ của tôi nó của người, cái xe này mua cũ thì người ta đã độ cái xi nhan trắng thì nó lúc chết lúc sống. Thì tôi về cái xi nhan zin thì để nó đảm bảo tính xi nhan nó đèn vàng nó vẫn chuẩn hơn. Thì tôi sẽ phát hiện là một cái điểm mà hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến anh em để anh em khắc phục nhé. Đó là ở trên dòng xe Exciter 150, không biết 155 thế nào, còn hiện tồn tại cái điểm này nữa không. Nhưng 150 đời 2015 đến 2020 thì nó có một cái điểm này. Đó là nó có cái lỗ này rất là bẩn. Và khi là bùn đất ở đây các bạn không biết thì nó sẽ rỉ. Đây các bạn ơi, nó sẽ nhanh rỉ cái chi tiết này. Đó thì hôm nay tôi muốn khắc phục cái vấn đề cái lỗ này. Thì bây giờ tôi sẽ vệ sinh cái lỗ này đi và tôi sẽ khắc phục cái vấn đề này để cho nó không bắn bùn lên đây. Thì anh em tôi muốn chia sẻ để anh em là cũng khắc phục được để nó không bị rỉ những cái chi tiết ở trong này. Bây giờ tôi sẽ lấy cái vòi rửa, tôi sẽ rửa sạch đây và tôi sẽ khắc phục. Nó rất đơn giản thôi và rất là hiệu quả. Đây tôi sẽ lấy cái vòi xịt, tôi xịt sạch những cái bùn đất ở trong này đây. Rất là bẩn các bạn. Quá bẩn. Wow. Chỗ này này có cầu chì nhá, anh em rửa cẩn thận nhá. Mình vừa động vào nhưng mà sẽ mình sẽ thao tác để khắc phục cái vấn đề này. Đó các bạn ơi, hiện tại thì mình sẽ xịt một số phần quanh quanh đây cho nó sạch cái bình xăng này. Ok. Các bạn khéo đừng xịt vào cầu chì nhá. Như vậy tôi đã tương đối làm sạch được cái vị trí này rồi. Thì các bạn bây giờ sẽ xem tôi chia sẻ là tôi khắc phục như thế nào để cho bùn đất nó không bắn lên đây nữa, là nó sẽ không gây ảnh hưởng cái vị trí ở trên này. Đó thì các bạn ơi, thì tôi sẽ khắc phục bằng cái đây các bạn nhìn nhé. Các bạn dùng cái lắp của cái chai nước yến xào Nha Đam nhé. Yến xào Nha Đam. Rồi các bạn cắt cái phần lõi của cái nắp đi nhá. Đây là mình cắt rồi. Còn mỗi cái phần lõi thôi. Thì các bạn sẽ sử dụng để ấn vào kia thì nó sẽ rất là chuẩn. Các bạn không phải là gắn keo hay là gì cả. Các bạn chỉ ấn vào thôi. Mình đã thao tác được rồi, mình lấy ra để chia sẻ đến anh em để khắc phục được cái vấn đề là bắn bùn. Này các bạn thấy đấy, khi các bạn mà chạy xe thì đây, cái nỗ rất là hỏng ở đây. Các bạn thấy chưa? Nỗ này là làm nó bẩn, cực kỳ bẩn của dòng xe Yamaha Exciter này. Anh em nhìn đấy, nhìn cái lỗ tròn rất là lộ liễu. Và ở Winner thì hình như không có cái lỗ này. Các bạn chú ý nhá. Bây giờ mình sẽ thao tác để có được cái làm được khắc phục được cái vấn đề này. Mình sẽ thao tác để khắc phục vấn đề này ổn định. Cũng là mình mò ra thì mới thấy, thì muốn chia sẻ đến anh em thôi. Đấy, cái lỗ này nhá. Đây các bạn xem ở phần trên này đã. Đây,
Các bạn này mình vừa xịt rửa rồi nhá. Như vậy là hiện tại bây giờ là rất là sạch. Nhưng khi các bạn mà không cứ để vậy là sẽ han rỉ những cái chi tiết này này. Chi tiết này, khung này, với lại phần ở trong này rất dễ nhanh rỉ. Mình sẽ khắc phục bằng cái lai và mình sẽ xịt LV7 vào thì con xe này nó sẽ không bị phần rỉ phần này. Chia sẻ đến anh em. Đây mình sẽ lắp vào. Đó các bạn ơi. Quay một chi tiết cận cảnh nhất để anh em thấy được. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ dùng cái này để mình nắp vào trên kia các bạn nhé. Nắp chỗ này nó nũ, nó tròn xoe. Khi các bạn mà không lấy cái gì chắn vào đây thì rất nhiều bụi bẩn. Nên cái xe mình là đi thường thường đi chơi sạch đấy. Nếu như mà anh em nào mà đi chơi bùn đất thì chắc chắn là ở trong này sẽ một phải nói một ca bùn ở trong này. Đấy, hôm nay mình muốn chia sẻ chi tiết để khắc phục cái vấn đề này. Đấy, mình đã cắt gọn gàng, hình tròn đúng như kiểu cái tâm của ấy. Và bên này là có một cái tiết diện đủ dùng để nó bấu bám vào cái kia rất là chặt để nó chống bùn, để văng lên chống bùn văng lên chỗ cái vị trí ở chỗ bình ắc quy các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành ấn cái này vào. Ok các bạn ơi, vừa nãy mình ấn rồi thì nó hơi chặt một chút, nhưng mà khi các bạn ấn được chặt vào, chặt hẳn vào thì nó sẽ rất là kín, rất là kín luôn, thì các bạn sẽ không bị bùn văng vào đây nữa. Nó sẽ hạn chế đi rất nhiều. Mọi khi thì nó văng vào 100% thì tớ đảm bảo cái này cho vào đây thì nó sẽ hạn chế được khoảng độ 95%. Bởi vì chỉ có 5% hoặc là 4% có cái khe hở ở chỗ cái đầu dây này thôi, chứ không có nhiều anh em nhé. Mình khắc phục là chắc chắn đảm bảo anh em luôn. Cái gì mình nghĩ được là thì mình chia sẻ đến anh em một cách nó chuẩn xác, chính xác nhất. Nắp rất là khó các bạn nhé, rất là chặt, nhưng mà các bạn cố gắng nắp vào. Các bạn cố gắng nắp vào thì nó sẽ... Các bạn cố gắng lắp vào thì nó sẽ ổn định các bạn nhé. Mình đang lắp cũng tương đối rồi. Anh em xem... Đấy, ổn thì lắp vào cho con xe của mình nhá. Mình đang ấn vào nhưng mà chưa vào được các bạn. Phải càng chặt thì nó, khi các bạn chạy xe tốc độ cao và những cái điểm dằn sóc thì nó sẽ không bị tuột các bạn nhé. Đó các bạn nhé. Đó, mình đang ấn vào đây. Bạn xò tay lên trên và ấn nó giữ sang một bên thì ấn cái này vào nó sẽ dễ dàng hơn và chắc chắn hơn các bạn nhé. Hiện tại thì mình đã ấn được vào rất là chặt rồi. Muốn chắc chắn hơn một chút thì mình sẽ ấn chặt hơn. Ok anh em ơi, hiện tại thì có một cái điểm tròn xanh ở chỗ tâm đuôi xe này. Nhưng mà trừ khi anh em cúi đầu xuống thì mới nhìn thấy thôi. Và nó là cái lắp của chai nước yến xào Nha Đam các bạn nhé. Chai này mua 9.000, 10.000 một chai.
thì các bạn gọt lại cái lõi phần trong nhá. Đây các bạn này, không thể rơi được và rất chắc chắn rồi. Đấy các bạn thấy hay thì ủng hộ kênh mình nhá. Hôm nay mình khắc phục triệt để cái vấn đề này. Các bạn dán băng dính thì nó sẽ không ok và nó sẽ bị bùn, nó sẽ văng ra. Đấy, nhưng các bạn thiết kế một cái khớp như thế này. Đây các bạn thấy kín chưa? Rất là chắc chắn. Các bạn sóc ổ gà, ổ voi thoải mái luôn nhé. Đấy các bạn thấy chưa? Bùn đất thì vô tư đi. Bây giờ các bạn đã ngăn được bùn đây. Chỉ có một cái lỗ khe hở rất là nhỏ bằng cái đầu tăm, ba cái đầu tăm ở cái phía bên này thôi. Khi cái đường dây này lên thì mình đã làm khắc phục được cái vị trí này để nó ngăn bùn bắn lên và vẫn đảm bảo được cái dây dẫn điện lên phía đèn hậu vẫn là hoạt động rất bình thường và không gây hư hại gì đến con xe cả. Thì video clip này mình muốn chia sẻ để anh em khắc phục được cái vấn đề mà bùn văng lên chỗ bình ắc quy này, gây gây bẩn và gây ra rỉ sét ở cái phần đuôi xe này, phần sắt ở đuôi xe này. Video của mình đến đây là xin kết thúc. Thì rất vui được chia sẻ video clip mà mình thấy nó ý nghĩa và có thể giúp ích được cho anh em chơi xe, đặc biệt là những anh em chạy xe Exciter. Có thể là 155 VVA ra cũng vẫn để cái phiên bản nổ trống này. Thì chúc anh em nào mà 155 hoặc 150 thì chắc chắn là có rồi. Thì 155 mà các anh em thấy thì có thể khắc phục như cách của mình nhá. Thì cảm ơn các bạn nhiều và chúc các bạn xem video clip vui vẻ, ủng hộ kênh mình nhá. Và đón xem những video clip mà mình thấy có cái gì ý nghĩa, hiệu quả mình sẽ gửi đến các bạn. Chào các bạn.